Kết phiên ngày 20 tháng 9 thanh khoản 24.533 tỷ, giảm 2,16 điểm xuống còn 1.350 điểm. Viên 30 tăng 3,07 điểm lên 1.458 điểm do hôm nay có dấu hiệu tích cực của dòng banh đúng không? Nhưng mà khi mà thị trường đang hưng phấn thì có những cái yếu tố, tôi đánh giá trong phiên hôm nay yếu tố của thị trường thế giới ảnh hưởng đến thị trường của mình khá là lớn. Uhm, thị trường thế giới đang diễn biến rất là tiêu cực đúng không? Nhất là thị trường châu Âu và thị trường Mỹ. Dow Jones giảm 0,48%, Nasdaq giảm 1,39%, giảm rất là mạnh thôi EMI 500 giảm 1,53%. À, Anh, Pháp, Mỹ đều đang giảm rất là mạnh. Đúng không Anh, Pháp, Mỹ, Đức đều đang giảm điểm cực kỳ mạnh. Thị trường châu Á thì tốt hơn một chút. Kospi tăng 0,33%, nhưng mà Hang Seng giảm đến 3,3%. Shanghai tăng 0,19%, Nikkei tăng 0,58%. Thì, uh, hy vọng nó hy vọng là thị trường thế giới không diễn biến quá tiêu cực trong phiên ngày mai ảnh hưởng đến thị trường uh, của mình thị trường của mình thì có cái thông tin gọi là lợi một chút đó là, là dòng banh nó dòng banh nó đang mới kéo được một nhịp thì kỳ vọng ngày mai nó tiếp tục nó giữ thì uh, video hôm chủ nhật tôi đã phân tích với mọi người rồi đúng không video chủ nhật tôi đã phân tích với mọi người rồi là tôi cũng không có tham gia mã nào nữa thì sang tuần này tôi chỉ có hạ tỷ bớt tỉ trọng thôi và bán bớt đi bởi vì là thứ nhất là thị trường của mình nó lên trên cái vùng mà một vùng uh, sắp chạm cái vũng ngưỡng vùng 1379 và 1380 rồi thì nhiều khả năng sẽ hạ bớt tỷ trọng bởi vì nó sẽ gặp cái vùng đó nó sẽ gặp những cái trường hợp gọi là rung rũ đúng sẽ diễn biến vấn đề mà gọi là rung rũ mà nếu mà không có những cái dòng dân dắt tốt thì nhiều khả năng nó sẽ phải điều chỉnh đúng không? điều chỉnh thì có thể điều chỉnh nhẹ và có thể, thể điều chỉnh mạnh Thì lúc đó thì mình uh, hạ bớt tỷ trọng những cái mã mà mang tính đầu cơ Thì mình chuyển sang những cái mã mà uh, chưa có dư địa tăng hoặc là cấu hình nó đẹp Thì mình tham gia những cái mã đó Nhưng mà khi mà thị trường giảm điểm hay điều chỉnh Thì lúc đó là lúc mà mình chọn ra những cái cổ phiếu khỏe và cổ phiếu tốt đúng không um, Khối ngoại, hôm nay lại quay trở lại mua dòng khi mà thị trường bất ổn thì họ lại quay trở lại mua dòng nhưng mà khu, mua dòng với khối lượng thì chỉ là 45 tỷ. Và hôm nay họ giao dịch tương đối ít, thanh khoản của thị trường là gần 25.000 tỷ mà họ giao dịch chỉ có gần 2.000 tỷ thôi. cả chiều mua cả chiều bán. Tổng luôn ấy. Họ hôm nay tiếp tục bán Vic này. Hoa Sen bắt đầu Hoa Sen chốt lời rồi, DGC Nam Kim, DRC, DIG họ mua vào là VNM, MBB, STB, VCI, KDH, Vietcombank, VRE thị trường thế giới đều như vậy rồi tự doanh tự doanh thì vẫn mua dòng tự doanh thì vẫn mua dòng cả khớp lệnh thỏa thuận là mua dòng 27 tỷ không đáng kể họ tập trung mua lên Việt HBG VIX MSN VRE Techcombank VNM BVT họ bán ra là FPT MVKG Vibank BNG GMD Nam Long ACB RI tự doanh và khối ngoại cũng như là thị trường thế giới thì đang diễn biến khá là bất ổn cho nên là tôi thì tôi không có mua thêm một mã nào cả chỉ có canh chốt lời nhưng mà tôi dự định đúng không tôi dự định là hôm nay sẽ là cái hôm FOMO của thị trường và tăng điểm sẽ rất là tốt vào vào sáng sớm ngày thứ ba đúng không? và ngày mai thì tôi sẽ giảm bớt tỷ trọng mà hôm nay không không kịp giảm bớt một mã nào thành thật với mọi người là hôm nay không không kịp giảm bớt tỷ trọng một mã nào cả quan điểm cá nhân của tôi là không kịp giảm bớt tỷ trọng một mã nào cả tất nhiên là có những cái mã nó vẫn tăng nhá có những cái mã của tôi nó vẫn tăng và thậm chí có tăng tốt cơ nhưng mà xét về yếu tố rủi ro của thị trường nó xét về yếu tố rủi ro của thị trường thì uh, nên giảm tỷ trọng với cái, kết hợp với thị trường chung thế giới nữa nó diễn biến khá là xấu thì bây giờ mình thôi mình không bán thì mình phải đợi cái phiên ngày mai nó sẽ diễn biến ra sao thì kỳ vọng là tạo lập họ sẽ giữ được nhịp của thị trường và dòng banh đúng không? Dòng banh và dòng thép cũng như dòng chứng khoán, nhất là cái dòng chứng khoán nó cái dòng đặc thù mọi người ạ, đúng không? Dòng chứng khoán nó là dòng đặc, đặc thù mà khi mà thị trường chung nó diễn biến xấu và nó đổi chiều cực kỳ nhanh luôn. Bởi vì là dòng chứng khoán hiện tại cho đến bây giờ thì đa phần nhà đầu tư là chỉ có hòa hoặc và là lãi thôi, ít nhà đầu tư mà lỗ. Chỉ có ông nào mua ở trên đỉnh thì may ra là lỗ thôi, còn chứ có đâu là đa phần nào đều Uh, điều hòa và lãi ấy, cho nên những cái người người ta mua ở những cái vùng nền mà người ta chấp nhận người ta bán thậm chí là bán sàn luôn cho nên cái những cái trường hợp mà xảy ra những cái vấn đề rủi ro như thế lúc nào là, là, là tiềm ẩn cho nên các bạn xác định đầu tư dòng chứng khoán là các bạn phải chấp nhận rủi ro rồi đúng không? đi sâu phân tích dòng chứng khoán luôn nhé, phân tích dòng chứng khoán luôn. Ok, câu chuyện nó là như vậy thôi, dòng chứng khoán các bạn đầu tư phải chấp nhận rủi ro thôi. Đúng không? BSI này sáng nay còn tăng đến hai mươi Đúng không? tám mà cuối phiên là chỉ còn 27,50 50 nó thậm chí đang từ xanh tăng đến 23% Và cuối cùng lại giảm thành đỏ âm 2,1%. Dòng chứng khoán nó đặc thù mọi người ạ. Các bạn đầu tư chứng khoán lâu hay là khoảng tầm nửa năm thôi là các bạn đã biết là dòng chứng khoán nó rất là đặc thù. Khi mà thị trường diễn biến xấu là dòng chứng khoán nó sẽ đi đầu nước. Đúng không? Đầu tiên là sẽ đi tầm một phiên, hai phiên đầu tiên đã. Còn về sau và khỏe như sao thì nó sẽ phản ứng ví dụ con BSI này nếu mà thị trường chung quá xấu thì về cái vùng hỗ trợ này xong rồi nó sẽ đánh lên cái một nhịp mới về trung hạn thì không có gì đáng lo nhưng mà về trong đăng trong ngắn hạn mà khi mà thị trường chung thế giới cũng như là thị trường của mình đang gặp cái áp lực bán như này thì tôi đánh giá là dòng chứng khoán nó rất là rủi ro nhá trong ngắn hạn thôi còn về trung hạn về những cái vấn đề kinh doanh kết quả báo cáo tài chính quý 3 thì dòng chứng khoán rất là tốt đấy. những cái phiên như này thì ít nhà đầu tư tay to bán ra, đa phần là cá nhân đúng không? gặp thị trường chung xấu là họ cũng sợ thị trường chung thế giới cũng sợ và bắt đầu cái lục bán về đầu về phiên chiều nó xảy ra rất là lớn, dòng banh cũng không giữ được nhịp được thị trường, dòng banh hôm nay cũng phân hóa đấy, đúng không? hôm nay thì sẽ phân tích những cái dòng cơ bản và cuối phiên sẽ cho những cái dòng mà đáng chú ý nhá và phân tích những cái mà mọi người hỏi nhiều bên ai bên ai thì nếu mà để mà nói các bạn cứ giữ đúng không nó vẫn giữ nếu mà thuần về phân tích kỹ thuật thì con này vẫn đang giữ được trên một AI nhưng mà gặp thị trường chung xấu là con này có thể nó sàn ngay lập tức đúng không? có thể sàn ngay lập tức câu, câu chuyện đó là câu chuyện nó thường xuyên xảy ra đối với dòng chứng khoán mà khi gặp thị trường chung xấu còn bây giờ về mặt phân tích kỹ thuật nó về mặt phân tích kỹ thuật mà bỏ ngoài những yếu tố mà của thị trường thế giới thì nó vẫn đang bình thường nhưng mà con này thì nếu mà các bạn mà tinh mà các bạn gặp thị trường chung thế giới nó diễn biến hôm nay tôi cũng khá là bận bởi vì tôi còn uh, liên hoan trung thu nhưng mà hôm nay khá là bận không quản dung được anh vũ anh cũng quản zoom tôi uh, đọc cái kịch bản uh, cho kịch bản mọi người vì video chủ nhật tuần tuần trước rồi không có mua bán gì chỉ có giảm bớt tỷ trọng thôi đúng không còn đấy là phong cách của tôi còn mọi người thì thế nào thì tôi cũng không biết được vì khi mà gặp những vùng kháng cự tôi không cái, cái yếu tố mà thị trường thế giới nó diễn biến như vậy thì cũng rất là khó đúng không thị trường thế giới nó như thế thì không biết là thị trường của mình có phản ứng xấu hay không ok à, vnd vnd hôm nay sáng nay cũng lên được giá năm năm ba mươi xong cuối cùng lại cũng kết phiên cũng giảm một ba phần trăm toàn nhà đầu tư cá nhân nó bán cái vôn kiểu như này thì toàn nhà đầu tư nó bán nó đe ra nó bán con này ví dụ mà các bạn nếu mà thích mà các bạn nắm trong tầm trung hạn tôi nghĩ không lo đâu dòng chứng khoán thì tôi đánh giá là nếu mà các bạn giữ trong trung hạn mà các bạn bất chấp mà thị trường chung xấu thì các bạn nắm giữ ok à, về mặt phân tích kỹ thuật của thị trường chung nhá về mặt phân tích kỹ thuật của thị trường chung thì nó vẫn đánh trên 20 hai mươi vẫn đánh trên m hai và vẫn rũi uh, ra bây giờ gặp cái vùng kháng cự thì nó phản ứng thì kỳ vọng uh, tầm một hai phiên tới thì nó vẫn giữ được nhịp không giảm quá nhiều uh, hôm nay dòng tiền nó lực bán như này thì đánh giá là khá tiêu cực uh, là bán về cuối phiên nữa uh, kết hợp thị trường chung thế giới thì kỳ vọng ngày mai không đến mức mà xảy ra trường hợp bán tháo cũng như là UBO UBO hay không thì còn phải xem là dòng tiền nó thoát ra nhiều hay không uh, và uh, điểm nó thoát có nhiều hay không Đấy. Um, SSI SSI giảm 0,5% Dòng chứng khoán mà khi thị, thị trường chung tiêu cực thì nó giảm điểm là chuyện bình thường mọi người ạ. Và xét về những cái yếu tố dòng tiền lớn có thoát ra hay không thì ít mã đúng không? Ít mã dòng tiền lớn thoát ra hay không. Xem hai cái mã mà tôi thì đánh giá là khỏe nhất của dòng chứng khoán là VCI này tăng 0,9% FTS là hai mã mà tôi đánh giá khỏe nhất. Thì đâu con này hai con này vẫn đang tăng xanh điểm đúng không? Tôi phân tích ở trên YouTube của mọi người rồi. Tôi thích cả con BSI nữa nhưng mà Con BSI thực ra là tôi có cho mọi người trong nhóm mua ấy Nhưng mà mua hôm nay là có những lúc mà các bạn xanh điểm được một chút đúng không? Xanh điểm được một chút nhưng mà lại không ngờ Nó lại gặp thị trường chung xấu nó bị đạp ngược Rất là chán Với BSI thì tôi đã đánh, đánh giá nó đang tích lũy rất chặt với khối lượng nó thấp thì Tôi nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp nó bứt phá lên Nhưng mà cũng không ngờ là gặp thị trường chung xấu thì Ừ, dòng chứng khoán nó sẽ chịu ảnh hưởng nhưng mà con FTS này thì lại vẫn còn xanh còn này thì vẫn còn xanh tất nhiên là xanh trong hôm nay thôi còn như ngày mai mà dòng chứng khoán nó diễn biến xấu thì tôi cũng khó tránh khỏi cái vấn đề gọi là giảm đều giảm đều. HCM tăng 0,7 Dòng chứng khoán thì các bạn lưu ý nhé Nó là dòng đặc thù mà cho nên các bạn đầu tư những cái dòng này nó các bạn phải chấp nhận thôi. Bây giờ mà chưa bán, các bạn bán, các bạn bán rồi thì rất là tuyệt vời nhé. Các bạn nó bán rồi thì nó rất là tuyệt vời thì các bạn có thể đợi khi mà thị trường chung phản ứng với thị trường thế giới Bao giờ nó ổn định trở lại các bạn mua cũng được đúng không? Khi mà thị trường thế giới diễn biến nó biến động mạnh như này và cái lực bán của thị trường của mình về cuối phiên nó như này rồi thì các bạn nó mà uh, đã chốt lời dòng chứng khoán rồi hay là Chốt lời những cái dòng khác rồi thì cứ bình tĩnh nha. Bình tĩnh để cho thị trường chung nó phản ứng với thị trường thế giới ra sao đã Đầu tư tham gia muộn một chút cũng được đúng không? Tham gia muộn một chút cũng được Như ông giai đoạn này ông nào đang cầm hàng là cũng đang khá là lo đấy đúng không? Khá là lo đấy HCM Để mà gãy thì tôi thấy chưa tôi thấy có một mã chứng khoán nào gãy cả ABS này còn IBF vẫn còn tiếp tục tăng 5,8% này con này thì cái vấn đề cái mảng tự doanh của nó rất là tốt đang win ok um, Mà mặc dòng tiền của nó vẫn chưa có dấu hiệu là thoát ra nhưng mà con này tăng quá mạnh rồi mọi người ạ gặp cái cây búa tết cung đảo chiều ngày 15 tháng 9 thì bây giờ về tây cộng 3 người ta chốt lời chuyện bình thường tết cung đảo chiều ngày 15 tháng 9 này ABS khá là khỏe thì con này thì thôi mọi người cũng chốt lời trong ngắn hạn được Mặc dù dòng tiền nó chưa thoát ra Con này đang cái dòng kênh trên của dòng chứng khoán này oh, Đang dòng kênh trên này Đang tăng rất là thốc ba phiên ba phiên này các bạn nếu mà mua ngày 15 tháng 9 Thì bây giờ đã, các bạn đã lời rất là nhiều rồi Cũng phải được đến hơn 20% rồi IBS SBS SBS phần 1,27% uhm những cái mã nào mà người nhà đầu tư cá nhân mà đu bám nhiều cũng như là nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư thì nó sẽ có xu hướng mà sẽ giảm mạnh hơn so với những cái mã mà uh, cấu hình dòng tiền tốt và dòng tiền lớn nó tham gia mạnh mẽ hơn dòng tiền tham gia mạnh ví dụ người ta rất là thích đầu tư những cái sàn upcom để biên độ nó lớn uh, khi mà tăng thì tăng rất là thấp ví dụ con sbs này thì có, có một cái giai đoạn giai đoạn trước ấy, thì con này nó cho nhà đầu tư ăn rất là nhiều cho nên là nó được cái tiếng thơm á các bạn phải hiểu như thế nó được cái tiếng thơm thì nhà đầu tư cứ chú ý như ông này bảo là thợ, bây giờ giá của nó thấp 15 16 nghìn bây giờ mình mua vào mình ăn cái trần là mình thoát ra là êm đúng không Đấy, nhiều nhà đầu tư người ta thích Đấy, cho nên dòng chứng khoán là những cái dòng mà nó đặc thù gặp ở thị trường xung xấu thì cái điểm mua bây giờ con FPS này đúng không? điểm mua thì nếu mà nó giảm về những cái vùng hỗ trợ này thì các bạn có thể cân nhắc là khi mà thị trường nó quay ngoắt trở lại hoặc là thị trường nó phản ứng tốt đó, mà nó test được cái vùng mà MA20 đúng không? Thị trường chung tốt mà giữ được cái MA20 hoặc là dòng tiền nó không thoát ra quá nhiều thì các bạn có thể um, tranh thủ các bạn gom dòng chứng khoán, gom dòng chứng khoán đánh cho trung hạn. Thì tôi xét về vấn đề, đề, yếu tố mà từ đây đến cuối năm thì tôi đánh giá thị trường chứng khoán của mình nó vẫn là ổn, không đến mức mà quá tiêu cực và nó xảy ra vấn đề đau chen xuống 1.200 đâu tôi nghĩ đánh giá là như vậy, đúng không? điều chỉnh đúng không? điều chỉnh thị trường chung thế giới thì đôi khi thị trường của mình nó đi ngược thị trường chung thế giới mà thị trường chung thế giới có thể tăng điểm rất mạnh nhưng mà thị trường của mình vẫn úp bô và giảm điểm cực kỳ sâu, nhưng mà khi mà thị trường chung thế giới nhiều khi giảm điểm mạnh thì thị trường của mình lại là top 2 uh, thị trường mà tăng điểm mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm, đúng không? Đấy, có câu chuyện đấy thì thị trường thế chung thế giới cũng chỉ là phần nào nhưng mà thị thị trường mỹ nó giảm điểm mạnh như thế thì ít nhiều nhà đầu tư Ừ, ít nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng như nhà đầu tư chuyên nghiệp thì Người ta sẽ có xu hướng người ta sẽ giảm bớt tỷ trọng xuống Đấy, Kiểu là như vậy Sang dòng thép đi HBG Nói chung dòng chứng khoán nó đặc thù mọi người nhé Các bạn đầu tư dòng chứng khoán xác định là phải chấp nhận nó là dòng đặc thù Khi mà thị trường chung ổn thì nó sẽ rất là ổn Còn điều mà thị trường chung nó xấu Thì nó sẽ phải đi, đi theo thôi nhé Đi theo thôi các bạn phải chấp nhận HBG HBG uh, giảm 1% trăm Đó, Giảm 1% Kết cái phiên này là 51 30. Vẫn bình thường mọi người ạ, Nếu mà xét về yếu tố mà dòng tiền hay gì đó thì vẫn là bình thường. Con này cùng nắm chỉnh thì tôi nếu mà kể thị trường chung xấu lắm thì con này may ra về vùng mà 48 47 48 đó ra nếu mà xấu thì cũng nằm nó về 47 48. Đó. Dòng thép nếu mà để đánh giá thì tôi nghĩ là sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn thôi. Đấy con hoa sen này sau khi vượt đỉnh nó mới test lại cái vùng đỉnh cũ chuyện bình thường đúng không? Bây giờ nó sẽ test quanh được cái vùng mà 44 43 thì rất là tuyệt vời nhá. Cứ đánh quanh cái vùng 44 43 nhưng mà ông hôm nay dòng tiền thoát ra khá là nhiều đó. dòng tiền hôm nay chốt lời khá là nhiều. Cũng có cả tay nhớ đấy, thoát ra con hoa sen. Khối ngoại cũng bán cơ mà, đó. TLH, TLH thì cũng vậy đó. TLH thì kỳ vọng con này cứ test được về quanh cái vùng mà 20 nhá. Test vùng 20 mà cứ đánh quanh quanh cái vùng 20 các bạn và thị trường chung bắt đầu nó ổn định lại trở lại là bắt đầu các bạn tham gia con TLH rất là tuyệt vời. Đánh trong trung hạn từ đây đến tầm cuối năm nhỉ. Ừ, giữ khoảng tầm một tháng được là cũng có ăn rồi. Tôi đánh giá là dòng thép cũng không đến mức xấu đâu. Nam Kim thì Nam Kim thì cũng vậy những cái con đang thốc này thì hôm nay cũng chỉ là một cái phiên giảm bình thường của nó thôi. Gặp thị trường chung xấu thì ông này có khi ông sàn đấu nước bởi vì ông này là rất là nhiều nhà đầu tư đang bưu bám dưới này. Người ta mua ở những cái vùng dưới này, người ta bán giá nào người ta cũng có lại. Các bạn phải hiểu như thế người ta bán thậm chí người ta bán sàn người ta vẫn có lãi đúng không? cho nên người ta chấp nhận người ta bán bằng mọi giá luôn nếu mà gặp thị trường chung xấu Đấy, kiểu nhà đầu tư việt nam mang tính đầu cơ cực kỳ cao không có yếu tố gọi là giữ hàng tốt đâu cho nên là thật ra nam kim thì giá nó cũng cao rồi chốt lời thì cũng được rồi tôi có nói trên uh, youtube này thì mọi người chốt lời thì thoải mái đúng không nam kim là chốt lời thì thoải mái có con TLH và con hoa sen thì nó mới bứt đỉnh thì nó đợi cho nó test lại đỉnh thì bây giờ nó đang test lại rồi thì các bạn nếu mà thích hai cái mã này thì đợi thời gian tới nhất là ngày mai hoặc ngày kia để xem thị trường của mình phản ứng với thị trường thế giới ra sao đúng không? thì các bạn có thể cân nhắc các bạn tham gia trở lại TVN TVN giảm 5,82% thì đến những cái con này nó mới bứt đỉnh đúng không? nó về nó test lại đỉnh thì đấy là những cái điểm mua của mọi người nhé. tôi đánh giá là đấy là những cái điểm mua của mọi người ngày mai xem nó test nó như nào nó vẫn anh trên 10, 10 các bạn xem ví dụ mà giảm quá mạnh thì các bạn thấy nó chạm 10 20 rút trên lên là những đấy là những cái điểm mua mọi người nhá điểm mua đánh cho chung và dài hạn nhá đánh chung và dài hạn rất là ok thì lúc đó là những cái điểm mà mọi người có thể chọn mua cho TVN này dòng tiền nó tôi đánh giá như thế này thì không tôi nghĩ là không sẽ không không dừng lại ở đây đâu nhá tôi, tôi đánh giá nó sẽ không dừng lại ở đây đâu cùng lắm nó sẽ test được quanh nó sẽ quanh đánh quanh Tất nhiên là trong nhóm mua từ ngày mùng 8 tháng 9 thì đến bây giờ chả ai lỗ cả. Đó, tất nhiên là chả ai lỗ cả, thậm chí là lỗ lãi rất là nhiều. Nhưng mà các bạn là muốn, muốn muốn mua gia tăng, nó mua muốn, 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 mua gia tăng thì đấy quanh tầm uh, vùng 16 đúng không? 16 15 quanh quanh vùng 16 15 thì các bạn mua ok nhá. 16 15 tôi đánh giá là những cái vùng đó là những cái vùng mà uh, vùng có thể mua gia tăng của thị trường này. Các bạn kêu rồi cả thị trường chung nữa nhá. Không có giữ được cái mưa ai mưa thì tuyệt vời quá. Bom, ấy những cái lúc mà mình giảm tỷ trọng để mình xem những cái dòng nào mà nó sẽ phản ứng đó. giảm tỷ trọng và mình bán chốt lời mình sẽ xem những cái dòng nào là những cái dòng khỏe của thị trường để mình tham gia đấy đó. Đấy, đấy là các bạn đầu tư chung và ngắn hạn còn các bạn nào? đầu tư dài hạn thì các bạn cứ đầu tư những cái mã mà các bạn cảm giác là nó có thể đầu tư trong nhiều năm được nhưng các bạn đầu tư dài hạn thì tâm lý của mọi người nó cũng đỡ nặng nề hơn đó. Đơn nặng nề hơn thì người ta cứ để tiền vào đấy người ta kệ thị trường kể UBO người ta mặc UBO thì người ta vào người ta mua gia tăng thêm đấy, kiểu như vậy mà đầu tư như thế thì nó cũng hơi chán tỷ suất lợi nhuận thì tôi đánh giá nó cũng không không cao lắm trừ khi các bạn chọn được những cái cổ phiếu tốt các bạn đầu tư trong nhiều năm thì trừ khi chọn được cái cổ phiếu tốt ví dụ FPT các bạn đầu tư trong nhiều năm thì nếu mà trong năm nay đó, trong năm nay thì các bạn ăn được không quá không quá nhiều nhưng mà các bạn đầu tư mà trong năm nay ăn cũng nhiều nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư trong khoảng tầm hai ba năm trở lại đây thì nếu mà các bạn cứ tích sản của FPT thì các bạn đem lại lợi nhuận rất là lớn nhưng mà không phải mã nào cũng được đâu ví dụ ông mà tích sản của VNM thì các ông chết ngay Vic uh, tích sản nó cũng chết đó. cho nên là đôi khi mà các bạn phải biết khi mà tăng quá mạnh thì các bạn đôi khi phải chốt lời khi mà xuống đấy là các bạn thích những cái cổ phiếu đó nhé nếu tăng mạnh thì các bạn phải chốt lời xong rồi khi mà nó xuống cái vùng giá thấp thì các bạn mua gia tăng thể lại còn đâu nếu mà các bạn cứ tích 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 vào thì tôi đánh giá đấy cũng không phải một giải pháp tốt và đầu tư cũng tùy mã thì mới đem lại lợi nhuận lớn thôi. Còn đâu nếu mà chọn sai mã thì cũng chả ăn được tầm bao nhiêu đâu, VNM hay là VIC hay là VHM trong lửa 5 đến 1 năm này thì các bạn đầu tư thì sẽ cực kỳ chán. À. Trong khi uh, nếu mà các bạn biết phân tích kỹ thuật, phân tích căn bản, phân tích tổng quan một chút đúng không? mà nhìn về sáu ngành ổn ổn một chút là các bạn có thể ăn được lợi nhuận rất là lớn trong thời gian vừa rồi đấy. thời gian vừa rồi Benny này ngành than này ngành xi măng này đúng không đầu tư công rồi rất là nhiều ngành thép cũng vậy các bạn mà luân chuyển dòng tiền tốt mà các bạn nhanh nhạy thì các bạn đem lại lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp đấy không phải đơn giản đâu đúng không bom dầu đi dầu đang căng đấy BR BR dòng tiền thoát ra khá nhiều này chạm đúng chưa 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 thủng vẫn 120 vẫn giữ được 120 đúng không? nhưng mà nó đang cắm xuống cái con này là tôi đánh giá là một trong những mã khá là yếu của dòng dầu nó đánh như này xét về trung hạn thì không quá lo nhưng mà xét về trong ngắn hạn thì con này đang diễn biến khá xấu thì các bạn nếu mà thích con BR này thì nó về cái vùng mà 17 đi nhá vùng 17 16 thì các bạn cân nhắc các bạn tiếp uh, mua mua mới được đúng không? mua mới được nếu các bạn thích còn được để mà tôi thì tôi sẽ không bắt con BR này. Gát này. Gát này tôi kỳ vọng con gát này rất là cao nhưng mà con gát này lại không không diễn biến tốt. Và hôm nay nó bị khi gặp thị trường chung xấu thì ông này ông cắm cắm mỏ đầu tiên đúng không? Ông cắm mỏ đầu tiên. Tất nhiên những cái vấn đề mà vừa rồi đấy có những cái thông tin mà nó không không được thuận lợi cho lắm đúng không? nhưng mà xét về những cái yếu tố yếu tố thuận lợi từ đây về cuối năm thì tôi đánh giá con gát này không phải quá xấu đâu và hôm nay nó diễn biến như này giảm 3,4 giảm mạnh nhất VN30 giảm cạn giá con này vẫn giữ được trên MA10 thì con này cần tích lũy lại đúng không con này cần tích lũy lại con này kỳ vọng nó sẽ tích loại canh quanh vùng 88 nhé đẹp nhất là quanh sẽ tích được quanh cái vùng 88 mà các bạn mua được con con gát này thì các bạn có thể tham gia được con gát này còn đâu tùy hoặc là đợi khi mà thị trường chung ổn định lại đi rồi các bạn tham gia sau không việc gì mà các bạn phải tham gia con gát này chả chẳng hạn đó con gát này thì nếu mà diễn biến tốt thì tôi nhiều khả năng tôi sẽ mua con này diễn biến tốt khoảng tầm vài phiên sắp tới thì tôi sẽ mua thêm con này đang đánh cấu hình như này đánh giá hôm nay nhà đầu tư cá nhân con con gác này khối ngoại cũng go, cũng ác đấy mọi người Tôi đánh giá nhà nhà đầu tư cá nhân nó thoát ra thôi nhà nhà đầu tư cá nhân nó thoát ra thôi bây giờ tích lũy được quanh cái vùng 88 thì rất là ok nhá BVD con gat này mà các bạn mà đầu tư theo kiểu mà đầu tư chung và dài hạn thì, thì các bạn không phải lo đâu BVD khá khỏe trong dòng dầu này. ông này dòng tiền đỡ như này thì nhiều khả năng con này mà khi mà dòng dầu nó phục hồi thì ông này là một trong những ông mà chạy tốt nhất đúng không còn BVD là mọi người cũng có đấy các bạn không thích con gat thì các bạn có thể mua BVD nhá ở BBD tôi đánh giá mà cái lượng tiền hôm nay nó đánh như này thì tôi đánh giá là con này khá khỏe mọi người nhá. Con BVD mà đánh kiểu như này thì khi mà thị trường chung nó xấu đi nhá, thị trường chung nó xấu xong nó lấp gáp Và nó tích được quanh cái vùng mà 19 20 nhá, nó tích quanh cái vùng mà 19 20. ừ 19 20 đi nhá. Nó tích quanh được cái vùng mà 19 20 thì các bạn cân nhắc các bạn có thể mua con BVD này. Dòng tiền xác nhận tham gia rồi đấy nhá. BVD có thể đánh được BVS này, BVS thì BVS thì tôi vẫn chưa cho các bạn ở trong nhóm bán thì cũng thật ra là để mà nói tiếc thì cũng cũng khá tiếc đó. Các bạn đăng lời đăng lời có khi có bạn nào thành đăng hòa vào lỗ đấy, đúng không? Hòa vào lỗ. Mua nếu mà mua chuẩn cái giá mà tôi cho ngày 13 tháng 9 thì bây giờ trái lỗ cả nhưng mà mà bây giờ chỉ các bạn chỉ đang lãi một chút thôi hôm nay dòng tiền thoát ra khá là lớn thoát giảm 4,3 phần trăm thoát ra khá là lớn xem con này sẽ phản ứng thời gian tới sao mấy các bạn giữ thì ngày mai đúng không? Ngày mai xem phản ứng ra sao thì nếu mà xấu nhất thì nhiều khả năng con này sẽ test lại quanh cái vùng mà 26 nữa 26 quanh quanh cái vùng 26 tốt nhất là cứ bo lại và giữ được trên mai 20 thì tốt đúng không? dòng tiền không thoát ra quá nhiều đây có vẻ là một cái phiên gom hàng đúng không? đây cũng có thể là một cái phiên gom hàng bởi vì rất là nhiều nhà đầu tư mua con BVS này ở những cái vùng nền đúng không? những, cái vùng nền người ta gặp thị trường chung thế giới người ta giữ lôi cổ ra người ta bán thôi, oi oi giảm 2,2 phần trăm chính ra giai đoạn này cũng kỳ vọng là hôm nay thị trường nó sẽ phô mô đúng không? thị trường nó sẽ phô mô mà đợi sáng thứ ba để bảo mọi người giảm bớt tỷ trọng hoặc là bán hết đi mà cuối cùng diễn biến theo kiểu này hơi 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 khó, à, hơi khó. Đã đã nói cái kịch bản cho mọi người từ chủ nhật rồi đấy. À, nói cái kịch bản cho mọi người từ chủ nhật là tôi không có tham gia một mã nào nữa. Sang tuần tới là chỉ có giảm bớt tỷ trọng hoặc bán chút lời thôi. À, nhưng, bởi vì là khi mà cái hiệu ứng bắt đầu là dòng banh đã từ có dấu hiệu quay trở lại là bắt đầu tôi nghĩ là nhà đầu tư sẽ phô vào lúc đó là những lúc mà tạo lập nó sẽ phân phối hàng ra, đúng không? À, bắt đầu chạm những cái vùng hỗ trợ rồi à kháng cự rồi thì bắt đầu sẽ có xu hướng sẽ giảm điểm nhưng mà không ngờ nó lại bán ngược luôn trong phiên ngày hôm nay đầu phiên tăng rất là tốt cuối phiên lại bán ngược trở lại dòng banh nó dẫn dắt thị trường tốt thì hy vọng là cứ hôm nay banh dòng ngày mai thép dầu đấy thì canh tranh thủ mà chốt lời hoặc là chốt lời hết thì không? không ngờ nó lại giảm luôn trong phiên còn dòng dầu lại bị kéo đầu đầu tiên con oi hôm nay giảm hai giảm 1,47 vẫn chạm 20 rút chân lên con này thì xét về mặt trung hạn thì không quá đáng lo nhé không quá đáng lo thì vẫn đánh tích lũy quanh vùng này bây giờ thị trường chung mà xấu thì rất là khó có mã ngành này. nhất là những cái mã mà đã tăng thốc trong thời gian rồi rồi gặp thị trường chung xấu thì nó sẽ là thằng đi đầu nước đúng không? sẽ là những cái thằng mà đầu tàu mà giảm điểm tăng mạnh thì nhà đầu tư người ta đu bám nhiều người ta cứ lôi người ta bán đó nhìn rất là nhiều mã tôi cũng có phân tích vào video chủ nhật tuần trước là những cái mã nào sẽ bị lôi cổ ra bán đấy bét ấy. đầu phiên còn xanh điểm hai bảy tám mươi cuối phiên nó giảm điểm cái bbt cũng vậy bbt trong nhóm còn giữ đấy à. bây giờ tất nhiên là các bạn đang lãi các bạn bán giá nào các bạn cũng lãi bán giá nào các bạn cũng lãi nhưng mà xét về mặt yếu tố mà những cái con này đấy cho nên là bán giá nào các mọi người cũng lãi cho nên là khi mà gặp thị trường chung xấu là người, tức, người ta cứ lôi cổ ra người ta bán thôi lôi cổ ra người ta bán thôi, chả biết là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu người ta cứ lôi, người ta bán đầu tiền giữ lại cái tiền để mà khi mà thị trường chung ổn định người ta quay trở lại đấy cũng là một phong cách đầu tư tốt nhưng mà sáng nay các bạn mà tranh thủ các bạn mà chốt lời thấy đủ target ghét thì các bạn chốt lời cũng được BVT sáng nay còn lên được cái giá mà 25 năm nữa, 25 20 mà. khá là tốt cứ nghĩ là thị trường FOMO định cho mọi người thứ ba chốt lời khá là đáng tiếc đấy khá là đáng tiếc không nghĩ là nó đảo chiều nhanh được như vậy nha đầu phiên à, à, hôm trước là dòng banh dẫn nhịp và hôm nay dòng banh tiếp tục dẫn nhịp tôi nghĩ nó phải phấn phấn khởi còn đến thứ ba đúng không? phấn khởi đến thứ ba đầu phiên sáng thứ ba là cho mọi người tranh thủ mà mọi người chốt lời không? nó không phấn khởi được sao dòng banh đi phân tích qua qua thôi nha mọi người nhé tích công banh tăng 1,9% phần trăm thì um, cái target thì tôi có cho mọi người target rồi năm bốn quanh quanh vùng năm các bạn Chốt lời hôm nay có mở gáp nữa Mở gáp đúng không? Nó mở gáp Trong nhóm thì giữ con liên Việt này Liên Việt thì bây giờ mọi người đang lãi Nhưng mà dập thị trường chung như này Sợ nó sẽ bán ngược con này liên Việt này thì con, khối ngoại nó gom khá là nhiều đúng không? Con, con liên Việt này thì mọi người đang lãi thì con này ta ghét thì tôi cũng có cho mọi người rồi 26, 27 nhá. 26, 27 Kỳ vọng dòng banh nó sẽ giữ được nhịp thị trường Không quá xấu nhá. Việc con banh Việc con banh cái Con này đang đánh khá là tốt rồi Đang Bollinger dơ lại Đánh quanh quanh như này Nhưng mà đây là những cái dòng trụ Kỳ vọng những ông này ông sẽ giữ được nhịp thị trường Không để thị trường quá xấu đúng không? Cái dòng banh nó giữ nhịp thị trường là được Không để thị trường chung nó quá xấu đúng. Vì con banh Ok cái con banh BD dòng banh của nó BD nó còn giảm điểm này Đó. hôm nay như dòng kênh dưới để mà xét về mặt yếu tố cấu hình thì con Vietcombank thì nó cấu hình của nó đẹp hơn nó BD cấu hình của nó cũng đẹp hơn BD nó duỗi được ra như này nhưng mà kháng cự của nó khá dày tôi không có hứng thú về con liên việt à về con banh nó là dòng trụ nữa Đó. dòng trụ nữa. cho nên tôi rất là thích con liên việt này các bạn mặc dù cấu hình của con nó không tốt nữa, Mặc dù cấu hình của nó không tốt nhưng mà con liêm Việt này là có, có, cái xu hướng của nó đánh rất là thốc. Các bạn phải hiểu như thế. Xu hướng đánh rất là thốc, giảm cũng mạnh và tăng thì cũng rất là khủng khiếp. Hôm nay có tăng gần trần cơ mà. Đó. Hôm nay thì có con trong banh thì có con VIB thì tăng gần trần. À trần luôn, trần cứng luôn. Đấy, ông này thì ông cũng rũi rũi ra rồi thì ông tăng nhưng mà ông này thì, ông này thì phải xem theo dõi thêm đó. các bạn muốn mua gia tăng thì các bạn phải theo dõi thêm hôm nay tiền xác nhận là tham gia rồi đó. Thì nếu mà thị trường chung xấu thì nó test cũng test trở lại quanh cái vùng mà ba mươi sáu năm mươi thì các bạn cân cân nhắc các bạn có thể mua được. Đây là nếu mà các bạn thích thôi, còn dòng banh nếu các bạn không thích thì các bạn bỏ qua nhé. Liên Việt đấy thì biết là cái, cái mấy cái dòng các bạn đầu tư các bạn phải biết những cái dòng nào nó hay có xu hướng giảm mạnh và tăng thốc ấy. nên duy dụng con Liên Việt hoặc con OCB hai con hai con cái có xu hướng nó giảm thì giảm rất là mạnh nhưng mà tăng cũng hồi phục rất là nhanh đúng không? Đấy, OCB hôm nay tăng 3,9% Nó không phải lom do như những cái cổ phiếu khác đâu Cổ phiếu khác ví dụ như kiểu là ACB hay là Techcombank Hay là MBB hay là gì đó đúng không? Nó giảm thì giảm mạnh nhưng mà tăng thì tăng chả tăng được bao nhiêu Nhưng mà Techcombank thì nó khá là yếu Như hôm nay con Techcombank có những lúc nó tăng rất tốt Nhưng mà bị bán ngược trở lại đấy đúng không? Bởi vì những cái mã này là những cái dòng banh cực kỳ tốt phải xác định nó là một những dòng banh rất là tốt để mà các bạn đầu tư tích xả nhưng mà do nó quá tốt cho nên nhà đầu tư tham gia quá nhiều, tham gia quá nhiều thì những nhà đầu tư kẹt hàng ở trên cái vùng này thì lại càng nhiều hơn khi mà người ta chán nản, à, người ta sẵn sàng người ta bán đi, người ta lên trên này người ta về hòa rồi người ta bán đi, gặp thị trường chung xấu nữa thì người, người ta về bờ rồi là người ta bán đi, cái kiểu mà những cái cổ phiếu tốt giống như kiểu con hbg HBVG về tất cả những cái vấn đề mà kinh doanh lợi nhuận rồi tất cả những cái vấn đề mà báo cáo tài chính của nó đều rất là tuyệt vời. Đó, đều rất là tuyệt vời nhưng mà để xét về mức độ tăng của nó nó có nó có bằng được con Hoa Sen đâu. Nó không bằng được con Hoa Sen, không bằng được con TLH, không bằng được con Nam Kim bởi vì nó là một cổ phiếu quốc dân. Ai vào đầu tư chứng khoán đa phần người ta cũng bảo là mọi, mọi người mà đầu tư HBG đi, Techcombank đi, FPT đi. Đấy con FPT chẳng hạn, tôi tôi nói qua con FPT chẳng hạn. Đúng không? đây nó là một cổ phiếu rất tốt nhưng mà để mà tăng thốc được như những cái cổ phiếu mà ở cái loại dòng tôi hay nói là dòng loại hai đi nó, nó, rất là khó đây là dòng blue chip nó cho nên là khi mà quá nhiều nhà đầu tư đu bám thì thành ra nó có một cái áp lực đúng không? áp lực là khó tăng khó tăng như cái ông ví dụ ông TLH hay là ông Nam Kim chẳng hạn ông là những cái dòng ngoài V20 thì Ừ, ông rất là bớt được sự chú ý hơn thì ông tăng rất là tốt cho nên là đấy con tvn chẳng hạn đúng không? tvn là dòng upcom dòng upcom thì chỉ những nhà đầu tư tôi đánh giá nếu mà chỉ những nhà đầu tư khoảng tầm một tháng đến hai tháng trở lên nếu mà tìm hiểu kỹ thị trường thì người ta mới hay tham gia dòng upcom thôi còn nếu mà các bạn mới tham gia thị trường thì đa phần người ta cứ vn 30 mươi người đầu tư vn 30 mươi người ta đầu tư cái kiểu tâm lý của nhà đầu tư F0 thì kiểu như vậy mà. chọn những cái cổ phiếu tốt hẳn cơ cứ phải chọn cổ phiếu tốt hẳn cứ HBG, Techcombank lôi ra đầu tư cứ không dám đầu tư những cái cổ phiếu bởi vì uh, nhiều bạn cũng tâm sự mà bảo em vào đầu tư em còn chả biết mã nào là ngành nào TVN tụi em chả biết là nó là ngành thép em còn chả biết là ngành mã ngành nào thấy cứ bạn em nó nói là HBG, Techcombank Uh, Vietcombank chẳng hạn những cái ngân hàng mà em thấy đi trên đường em nhìn thấy nó, nó em nhìn thấy nó thì em cứ đầu tư thôi em đầu tư về những cái ngân hàng nổi tiếng thôi uh, Bank chẳng hạn Techcombank chẳng hạn TB đấy nếu mà các bạn lỡ mà các bạn đầu tư vào những con Bank hay Bank giai đoạn vừa rồi thì, thì, khá là tốt nhưng mà uh, đấy thì cái kiểu mà như thế mà doanh nghiệp nổi tiếng như vậy uh. Uh, may ra tổng thép thì các bạn biết được con hoa sen chẳng hạn còn ví dụ mà năm kim hay TLH tôi đánh giá con thép tiến lên cái những cái mã kiểu đó thì phải các bạn phải đầu tư tương đối lâu thì các bạn mới biết được những cái mã đó là mã thuộc vào dòng ngành thép tôi đánh giá rất là nhiều bạn cũng không biết là những cái mã ngành nào ngành y tế hay là ngành nào ngành chứng khoán rất là nhiều bạn mới đầu tư làm sao mà biết được những yếu tố đó cho nên tại sao mà những cái mã mà quốc dân ví dụ techcombank hvg fpt nó khó tăng mạnh bởi vì quá nhiều nhà đầu tư đu bám vào quá nhiều nhà đầu tư đu bám vào và nó là những cái dòng mà trong list của những nhà đầu tư lớn luôn là nó cho vào cái danh mục đầu tư dài hạn người ta cho vào cái mã nó đã nhà đầu tư lớn người ta tham gia rồi lại còn nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia cho nên để mà nó tăng mạnh thì rất là khó như con HBG chẳng hạn tất cả những cái yếu tố kinh doanh lợi nhuận nhìn về dài hạn thì không phải gì phải lo cả nhưng mà để mà nó với các bạn mang tính mà các bạn đầu tư theo hướng gọi là đầu cơ hơn thì mà đầu tư HBG này thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì dư địa của nó trả được bao nhiêu cái giai đoạn trước cơ thì ăn thì khá nhiều giai đoạn trước thì ăn khá nhiều do nó ăn khá nhiều đấy, ở trong v 30 cho sau nhau cho nó phải cần dung rũ một giai đoạn dài hơn so với dự định dài hơn so với những cái con TLH hay nam kim hay hoa sen đấy TVN. À, xong dầu à, xong anh từ bất động sản đi DG thì giảm 6 phần trăm giảm 6 trăm đấy ông này thì tôi có khuyến nghị mọi người là giữ thì giữ còn đâu để mà tham gia thì không nên đúng không? ông này cũng có dấu hiệu là phân phối rồi cứ phải đánh cho bứt quang cái vùng này và dòng tiền tham gia trở lại cơ thì mới tham gia được Đó, 6 phần DG thì đã từng có một giai đoạn mà khuyến nghị các bạn ở vùng dưới này lên trên này thì chốt lời rồi. Còn đa phần là các bạn trên YouTube các bạn giữ thôi. Cái YouTube các bạn giữ thì các bạn hỏi. Còn này đấy khi gặp thị trường chung số bắt đầu giảm cái kiểu này thì tôi đánh giá như này là khá yếu. Khi giảm thì giảm quá mạnh và khi tăng thì cũng không tăng quá nhiều là có dấu hiệu phân phối ấy. Và hôm qua hôm qua à, phân tích ở trên uh, YouTube cũng như là trên uh, trên Facebook thì uh, trên Facebook thì tôi ấy cho trong, trong nhóm học viên có phân tích trên cho các bạn học viên các bạn nghiên cứu cái mã này thì nó sắp uh, chia cổ tức thì phải đúng không? Sắp chia cổ tức. Tăng vốn đấy, hình như là sắp, sắp tăng vốn thì phải. Thì con này thì các bạn nếu mà không ăn cổ tức thì các bạn chọn phương án là các bạn bán đi, đúng không? Bán đi các bạn chuyển sang những cái mã khác. Bởi vì con này cũng có những cái dấu hiệu phân phối rồi. Tôi chỉ ra cho mọi người những cái dấu hiệu nó phân phối rồi, đúng không? Mà tăng con nào mà tăng một quá, quá, trình nó quá mạnh rồi nó có dấu hiệu phân phối thì các bạn cân nhắc các bạn phải chuyển mã khi nó dấu hiệu suy yếu năm nong năm cũng vậy con này cũng là một trong những mã khá là yếu để mà mua thêm tôi cũng không, có khuyến nghị không có khuyến nghị diễn biến nó yếu nó đánh nó yếu thì không có khuyến nghị mua thêm kdh thì kdh thì tôi đánh giá nó ổn hơn đánh giá ổn hơn con này chưa có nhịp tăng tốc và nó diễn biến ít nhiều là nó cũng diễn biến nó khỏe hơn so với những dòng bất động sản khác SSC 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 vẫn ổn mọi người ạ SSC thì vẫn, ổn con này mới trả cổ tức vào 1.000 đồng trên một cổ phiếu gần đây hả gần đây giữ vẫn ổn giữ vẫn ổn mà để mà thị trường chung mà xấu thì tôi không nghĩ mã nào có có thể phản ứng ngược trở lại đâu nên là những cái mã mà kỳ vọng như con EDC chẳng hạn nó EDC thì kỳ vọng nó sẽ tăng lên nhưng mà cấu hình rất là đẹp rồi mà gặp thị trường chung xấu bắt đầu bị bán ngược đấy nhà đầu tư cá nhân người ta cứ thế người ta hoảng loạn người ta bán người ta cứ bán người ta giữ tiền đã người ta chờ upo về cái vùng mà ví dụ vùng 1.300 hoặc là vùng 1250 người ta bắt đầu người ta mua người ta giữ định là như thế đó người ta dự định là như thế người ta nghĩ là à uh, diễn biến và phản ứng mà thị trường nó bán tháo này thì mình cứ giữ tiền cho an toàn uh, sẽ mua những cái cổ phiếu mình yêu thích với giá thấp hơn đến tôi tôi còn nghĩ như thế chả đúng không? Đến tôi tôi còn nghĩ là sang tuần này chỉ có uh, canh một chút lời thôi chứ còn không có y, yếu, tố gì gọi là mua bán gì nữa VHM thì vẫn chưa đạt một cái gì cả Vích VIX cũng vậy à, tiếp tục lại còn giảm điểm cơ hôm nay hôm nay tăng được tám 90 tám còn tiếp tục giảm điểm con này thì mới đạt tôi nói rồi mọi người là nó mới đạt được một yếu tố để mà mua à, mới đạt một yếu tố để mua và đợi một yếu tố nữa yếu tố tạo một cái đỉnh đỉnh đi à, yếu tố tạo một cái đỉnh mvkg hôm nay thị trường phiên sáng hưng phấn mà mvkg sáng nay còn tăng rất là tốt thì tăng đến 2-3% phần xong bắt đầu lại bị giảm mạnh msn cũng vậy MN cũng vậy, nó giảm 2,1% vì người ta mua ở những cái vùng nền này, người ta bán giá nào người ta cũng lãi. Người ta bán giá nào người ta cũng lãi, người ta lôi ra người ta cứ bán bảo bảo toàn tỷ trọng. Thì con MSN này nhiều khả năng nó sẽ test lại cái vùng đỉnh cũ khỏe hơn. Con này thì nhà đầu tư cá nhân bán ra thôi, nếu khỏe hơn thì con này cứ test quanh quanh vùng này nó tiếp tục đi lên tiếp. Bởi vì các cờ cũng vậy. FPT FPT rồi đánh con này đánh giá con này khá là chán con này khá chán nhà đầu tư đu bám nhiều quá người ta cứ kỳ vọng FPT xét về mặt chung và dài hạn thì không phải lo với FPT nhưng mà, mà đầu tư thì lợi nhuận của các bạn không nhiều cho nên là đấy cho nên các bạn phải phân ra những cái mã nào các bạn đầu cơ và các bạn mang tính đầu tư đúng không? dài hạn thì các bạn chọn những cái mã đầu đầu tư các bạn chiếm khoảng tầm là 50% tỷ trọng để chọn phương án là an toàn còn 50% còn lại các bạn có thể cho vào danh mục đầu cơ, các bạn có thể chọn những cái mã kiểu Nam Kim TLH hay TVN đấy là ví dụ thôi nhá, hoặc là các bạn mua những cái mã ví dụ HQc hay HNG. Đấy, những cái mã mà mang tính gọi là đầu cơ hơn nhá, đầu cơ hơn. Đó phân tích những cái mã mà chú ý đi, DL1. Đấy DL1 rất là nhiều bạn hỏi cái giai đoạn gần đây trên YouTube thì tôi bảo mọi người cứ giữ đi, đúng không? Giữ đi đánh cấu hình như này cứ zig zag zig zag mốt 21 thì tỷ lệ tăng rất là cao rồi hôm nay tăng trần. Hôm nay thì nhiều khả năng tôi đánh giá là con này nhiều khả năng nhiều khả năng trong tương lai nó vẫn còn tăng tiếp đấy. Tăng tiếp được cứ đánh 1, 2 21 như này và chưa có dấu hiệu mà phân phối thế này thì nhiều khả năng nó vẫn còn tăng tiếp. Nhưng mà để mà vào thì tôi không có khuyến nghị nhá. Khuyến nghị con DL1 này thì từng từng cho các bạn ở trong nhóm mà mua là các bạn lời rồi rất là nhiều rồi. Đúng không? Lời rất là nhiều rồi đấy các bạn hỏi hỏi thì mình nếu mà với quan điểm cá nhân hơn tôi thì các bạn có thể giữ được HNG phiên tăng trần thứ hai liên tiếp này cái kiểu mã kiểu như này tôi rất là thích đầu tư những cái mã kiểu này nó cứ duỗi ra một thời giai đoạn xong mình đầu tư mình ăn sổi thôi rồi ngày mai là mình bán được rồi rồi ngày mai là mình bán được rồi ngày mai là mình chốt non là được rồi ngày mai tăng tăng ảo tăng trần đầu phiên cái tầm tăng tầm năm sáu phần trăm bốn năm phần trăm là mình cũng chốt lời rồi các bạn mua những cái vùng này các bạn ăn tầm cứ 16 17 phần trăm là chốt lời được rồi ăn non vậy thôi Đấy, trong thị trường nó rất là nhiều mã nó đánh cái cấu hình như kiểu như này cứ thỉnh thoảng có tầm uh, vài ba tuần rồi các bạn sẽ chọn được những cái mã kiểu như này cứ tích lũy chặt 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 như này xong rồi bắt đầu nó định giá của nó thấp đó. mặc dù EBS của nó âm 101 đúng không nhưng mà nó về những cái vùng giá gọi là vùng giá chiết khấu đủ của nó và những cái vùng giá mà nó đúng với cái những cái thông tin xấu nhất của nó rồi nó không thể giảm được hơn được nữa ví dụ FLCS nó về những cái vùng, vùng mức giá 2 nghìn chẳng hạn Đúng không? Vùng những vùng mức giá 2.000 là những cái vùng giá mà có thể mua được của nó thì nó tăng lên 7.000 đến 10.000 đấy các bạn ăn cũng mấy trăm phần trăm không ít đâu. Đúng. Còn các bạn ăn sổi ăn non thì các bạn ăn được con HNG này rồi Con HNG này thì hôm nay khối ngoại lại mua vào. Đấy. Khối ngoại lại mua vào đấy. Câu chuyện nó là như vậy. HNG thì HNG thì dòng tiền nó nó đánh như này rồi thì các bạn cân nhắc thì khi mà nó bị bán ngược trở lại thì các bạn cân nhắc các bạn có thể gom trở lại khi nó về quanh cái vùng mà ví dụ 742 các bạn nếu mà thích nếu mà thích thì các bạn có thể mua quanh quanh vùng 742 còn không thích thì các bạn chọn mã khác rất là nhiều mã mà những cái mã này chỉ ưu tiên là các bạn mua ở những cái vùng mà vùng nền này thôi đúng không? vùng nền này thôi con này mà VT cộng 3 của ngày phiên ngày 17 tháng 9 là người ta xả vào đầu ngay đúng không? À, DLG này DLG thì có cho các bạn trên YouTube thì mua thì hôm nay về tăng trần rồi, nó tăng trần thì ngày mai các bạn ăn sổi các bạn bán đi nhá. DLG HQC này. HQC hôm nay tăng gần trần. Ngày mai tăng ảo thì các bạn thích các bạn chốt lời tùy những cái mã này thì, thì các bạn biết đủ là đủ nhá. Biết đủ là đủ thôi. Nhưng mà tôi đánh giá HQC và DLG mà dòng tiền đánh như này tôi đánh giá khá là tốt. Nhưng mà HQC lên trên này gặp kháng cự thì tôi nghĩ nó không không có thể tăng được mạnh đâu. Không không có thể tăng được mạnh đâu xét về mặt cấu hình hay là nếu mà thị trường chung tốt cơ Nếu mà thị trường chung tốt có khi con HQC này hôm nay trần ấy. nhưng mà thị trường chung nó không tốt thì người ta cứ lôi ra người ta bán bán thôi người ta mua những vùng nền này lên trên này người ta bán xe nào người ta chẳng lại những dòng đầu cơ thì các bạn nên biết đủ là đủ không rình rình thị trường mà thị trường một tháng còn ABS thì phân tích rồi thị trường một tháng thì lúc nào cũng có một cái sóng nhỏ 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 các bạn đánh lướt thì hoàn toàn ok liên việt này liên việt phân tích rồi liên việt thì trong nhóm còn mua klf klf thì hôm nay hôm nay tăng trần con này hôm 17 tháng 9 anh vu anh có cho mọi người mua đúng không Đó, con klf ngày trước trong nhóm nhiều bạn vẫn còn giữ đến tận bây giờ mua những cái tôi cũng không nhớ con klf mua từ bao giờ nhưng mà con KLF này thì mọi người vẫn ăn lại đúng không? con cá lại hôm nay lúc nó tăng trần trần cứng luôn bị thị trường xấu nó bị đạp xuống thì bây giờ mọi người mới đăng lãi vt3 xem thế nào đó c4g c4g hôm nay tăng khá là tốt cấu hình thì tôi đánh giá là vẫn là ổn tiếp tục có thể nắm giữ được còn chốt lời thì tùy mọi người nhé chốt lời thì không bàn đâu mọi người ạ chốt lời thì tùy mọi người tvc vẫn ổn này nhá. tvc vẫn ổn này Thế nhưng mà ma tvc là những cái mã mọi người có thể chú ý được nhá dòng tiền nó tốt chưa có dấu hiệu phân phối gì cả nếu mà cứ tích lũy mà con này mà thị trường chung nó xấu nhá nó cứ tích lũy được quanh cái vùng mà 16 30 thì bạn có thể mua con TVC này tôi đánh giá con này là nó đang tích lũy khá là chặt này cấu hình dòng tiền tốt đúng không? con này thì các bạn cho vào lý theo dõi đi BSI BSI thì con này tăng 2,3 phần con này cũng là dòng kênh trên của dòng dầu khí dòng kênh trên dòng dầu khí hôm nay bị bán ngược trở lại ai cũng phải cho vào dòng theo dõi đi, à, cho vào dòng theo dõi. Đi. Nếu mà thị trường chung xấu để xem phản ứng ra sao, dòng tiền có thoát ra nhiều hay không. À, LDG. LDG. LDG tăng 1,82% phần trăm con này hôm nay có những lúc tăng rất tốt lên trên này vụ gặp kháng cự để xem thời gian tới xem phản ứng với thị trường chung như nào con này phải theo dõi thêm các bạn mua cứ bình tĩnh thôi những cái mã này thì các bạn cứ cho vào cái list theo dõi đi nhá ltg này lộc trời này hôm nay kỳ vọng con này rất là cao để mà tăng thốc lên nhưng mà cuối cùng nó có tăng đâu Hôm con này phân tích rất là nhiều phiên rồi từ phiên ngày 16 tháng 9 là xác định là con này sẽ tăng rồi đúng không sẽ tăng rồi nhưng mà nó không đạt được những kỳ vọng của mọi người tôi đánh giá con này không đạt được những kỳ vọng của mọi người Hôm nay còn đánh một cái phiên rũ khối lượng như này thì toàn người ta vẫn là ổn, nó tiếp tục có thể nắm giữ được. À, sợ thị trường chung thì nó nó sẽ diễn biến xấu thôi. VNE, VNE con này hôm nay bứt đỉnh nhưng mà lại gặp thị trường chung xấu nó bị bán ngược trở lại, thì các bạn đợi xem nó có tích được quanh cái vùng mà 888 không, 888 quanh cái vùng đó không, thì các bạn cân nhắc. HAG, HAG vậy thành thật với mọi người. Tôi cũng giữ con HAG này và đang lãi đúng không? Và đang lãi con HAG này. Hôm nay nó tăng lên giá 5 5.33 cũng rất là thích ấy. Bởi vì là những cái vấn đề mà mình đặt niềm tin vào một cái mã mà nó tăng được như thế rất là tuyệt vời. Bởi vì cái phong cách đầu tư của tôi tôi định giá cổ phiếu, tôi hay có thích kiểu định giá cổ phiếu những cái mã nào nó phù hợp. Mặc dù các bạn để ý này, EBS này giảm uh, âm đến 1447. Nhưng mà các bạn hiểu là nó phản ánh vào cái giá rồi Đúng không? Nếu mà EBS của nó mà dương thì nó đang ăn ở cái giá mà tầm uh, 20 hay là 15 rồi đúng không khi mà cái EBS âm này thì nó phù hợp với cái giá 5 000 của nó rồi dòng tiền tham tôi đánh giá là dòng tiền tôi đánh giá là khá là ổn đúng không? dòng tiền tôi đánh giá là khá là ổn con hạ là g này hạ là g này thì tôi thì thật ra là tôi vẫn giữ nó. tôi hôm nay tôi bận cho nên tôi không không kịp bán nếu mà thị trường chung xấu thì có khi tôi cũng, cũng cũng, bán nó đi nhưng mà tôi đánh giá nếu mà nó phản ứng như này thì tôi đánh giá vẫn là tốt phản ứng rất là tốt hhv hhv vẫn lãi like mà vẫn like lãi khá cũng được mấy phần trăm hhg hhv, HHV tăng 0,9% con này vẫn ổn mọi người nhé con này sắp lông vốn thì phải con này vẫn lông, sắp lông vốn thì phải. các bạn tìm hiểu kỹ thì đọc thêm trên cà phê f rồi. rs Đấy, ORS thì là dòng chứng khoán thôi. HHV tôi đánh giá ổn mọi người có thể cho vào list theo dõi nên nó phản ứng tốt về thị trường nha mọi người nhé. ORS thì cũng vậy. DBC cũng vậy đúng không? Các bạn cứ cho những cái dòng này vào dòng theo dõi đi. cái con này thì nó vượt đỉnh hôm nay nhưng mà gặp thị trường chung xấu nó phản ứng thì các bạn cứ cho những cái dòng này vào dòng theo dõi đi đúng Con này nếu mà test lại cái vùng mà vùng nền cũ này nếu mà phản ứng tốt mà dòng tiền không thoát ra thì các bạn có thể tham gia đúng không? Các bạn bây giờ là mình mình cho vào cái list gọi là theo dõi con TCH này mọi người hỏi con này tôi không thích lắm TCH là mọi người hỏi SSC SSC rồi NVL NVL thì con này nó vẫn đang tích lũy rồi con này chả biết lúc nào nó sẽ tăng đâu DXG DXG tôi đánh giá vẫn ổn DXG tôi đánh giá vẫn ổn cái dung rũ tích lũy dài này nhưng mà con này nó mới là tích lũy con này mới tích lũy thì tôi đánh giá nó sẽ tích lũy thêm tầm hai ba phiên nữa thôi hai ba phiên nữa hy vọng là gặp thị trường chung xấu nó sẽ phản ứng không quá tiêu cực BVB 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 mạnh tăng hôm nay nó, nó dòng kênh trên mà thì con này các bạn xem nó có về được cái vùng mà hỗ trợ này mà phản ứng tốt hay không thì các bạn có thể tham gia mua được đúng không tham gia mua được BVB BVB xét về những yếu tố EBS ấy. E, A đúng không? B trên B, B trên E của nó con này khá là ổn. B trên B, CTD, BBB cho vào list theo dõi đi mọi người. CTD, ừ, CTD cũng cho được vào list theo dõi mọi người nhé. CTD cho vào list theo dõi, mặc dù thùng AI 20 rồi nhưng mà xem thời gian tới xem nó lấy được lại hay không. Lấy lại và nó cứ tương dung, cứ tích lũy quanh trở lại thì thời gian tới có thể là sau cái chu kỳ giảm điểm chẳng hạn của của thị trường nó có thể là sẽ tăng. Còn last Lát này cũng vậy, đúng không? Bình thường, con này thì các bạn có thể tiếp tục nắm giữ được. Mà gặp thị trường chung xấu này thì, đôi khi các bạn chốt lời cũng là một cách tốt. Đúng không? ISM, ISM, ừ, ISM cũng, cũng cũng bình thường nhá. Con này thì tiếp tục phải theo dõi thêm. Các bạn mà muốn mua phải theo dõi kỹ những cái mã kiểu như này, đúng không? ISM, lá này, CTD, BBB này, không theo dõi kỹ đi những cái con này là chưa có dấu hiệu phân phối gì cả hhv cũng vậy hag cũng được hag thì các bạn theo dõi các bạn thích nhưng mà dòng kênh dưới tôi đánh giá mọi người không thích đâu Đấy, lúc mà tôi mà khuyến nghị con dl 1 hay là con hqc ở trên trên youtube thì nhiều bạn mua lắm cái lúc mà cái con hqc này nhiều bạn trên youtube hỏi là anh ơi ngày nào cũng hỏi anh ơi con hqc thế nào thế nào tôi đánh giá nó bình thường nay tăng trần thì các bạn theo rồi các bạn chốt lời trên YouTube này thì tôi cũng không có trách, trách nhiệm gì với mọi người cả Bây giờ trên này thì đều là tham khảo thôi mọi người ạ Đúng không? Tham khảo thôi DLG này cũng vậy này DLG này cũng vậy này DLG này còn có có ông còn lên bình luận ở trên uh, TikTok Kêu là DLG thế nào rồi Nhóm ông mua thế nào rồi Bây giờ đang lãi đấy Đúng không? Nhưng mà DLG này DLG và HQC thì tôi chỉ cho trong nhóm là dòng theo dõi thôi Chứ tôi không có khuyến nghị chính Còn DLG và HQC nhiều ông mới bắt đầu cứ thấy người ta đấy cái kiểu mà đây mặc dù đây là khuyến nghị um, chia sẻ trên cộng đồng đúng không? theo dựa theo quan điểm cá nhân mà các ông còn phải bắt mình chịu trách nhiệm cơ đấy thế mới gọi là ác chịu trách nhiệm với bản thân các ông cơ. Đấy, kêu còn phải lên ca khịa là cũng hát dlg với cả hát thế nào rồi chán thật đấy. đầu tư mà biết 100% mà ăn thì nói chuyện làm gì tôi cảm giác dưới dòng tiền nó tham gia thì các bạn có thể mua với giá tham chiếu con DLG anh HQC được thì bây giờ các bạn đang có lãi like. thì các bạn có lãi like, các bạn có chia cho tôi nhìn nào không Đúng. chia cho tôi nhìn nào không các bạn trong nhóm yêu quý thì các bạn có lãi like, thì các bạn gì like, xì like. còn các bạn ở trên này thì các ông lãi like, thì các ông sướng các ông cười còn các ông lỗ thì đôi khi các ông quay lại các ông bảo ừ, hôm qua khen con này tốt con này thế này mà cuối cùng là đánh xấu như thế đây chia sẻ cho quan điểm cá nhân chia sẻ theo quan điểm cá nhân cho nên mọi người phải hiểu những vấn đề như vậy nhá tiền của mình thì mình phải đôi khi phải có trách nhiệm một chút nếu mà lỡ các bạn ăn được thì đấy chúc mọi người thôi và đây là chia sẻ trên cho cộng đồng đúng không? cho cộng đồng đầu tiên là chia sẻ cho các bạn trong nhóm làm video đầu tiên cho các bạn trong nhóm thì không ngờ nhiều bạn trên youtube cũng yêu quý và các bạn cũng bình luận comment đúng không? ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn nào không hiểu thì bình luận phía dưới nhé những cái mã nào các bạn không hiểu hay các bạn muốn hỏi thì các bạn bình luận phía dưới thì mình sẽ cho những cái Uh, khuyến nghị theo căn um, quan điểm cá nhân của tôi còn các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên để mua điểm bán thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên còn các bạn nào muốn tham gia thêm một khóa học nó phân tích kỹ thuật phân tích căn bản và phân tích tổng quan thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhé ok